Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đã đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Nga tuyên bố đã giành quyền kiểm soát một ngôi làng khác ở khu vực Donetsk, phía đông Ukraine. Đây được xem là bước tiến mới nhất trong chuỗi thắng lợi của quân đội Moscow nhằm chọc thủng hàng phòng ngự của Ukraine. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Moscow đã tiếp tục tiến sâu vào hàng phòng ngự của Ukraine và giành quyền kiểm soát khu vực Staromayoskoye, nằm ở phía tây nam thành phố Donetsk. Staromayoskoye là một trong số ít nơi Ukraine đã giành lại được vào năm ngoái, giữa bối cảnh lực lượng Kiev liên tục ở thế bị động suốt nhiều tháng trên tiền tuyến. Ngôi làng Staromayoskoye là một trong bốn khu vực mà Moscow tuyên bố đã xâm nhập vào năm 2022 và là nơi đang diễn ra một số cuộc giao tranh ác liệt nhất giữa Nga và Ukraine. Cuộc tấn công vào Staromayoskoye cho thấy Nga hiện đã chuyển trọng tâm sang hai thị trấn chiến lược ở khu vực Donetsk, theo nguồn tin từ lực lượng Ukraine có mặt ở tiền tuyến. Ông Alexander, một thành viên tổ lái xe tăng cho biết, cuộc giao tranh ác liệt nhất đang diễn ra ở khu vực này, Pokrovsk và Chachovya. Đây là khu vực mà Nga đang cố gắng giành quyền kiểm soát. Đồng thời cho biết thêm, lực lượng Nga đã tấn công thị trấn Chachovya trong nhiều tháng. Tổng thống Zelensky trước đó cho biết, tình hình ở khu vực Donetsk là khó khăn nhất trên toàn bộ chiến tuyến. Bên cạnh đó, các quan chức cho biết Nga cũng tiếp tục chiến dịch không kích nhằm vào thành phố Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Trong một diễn đàn kinh tế vào tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga đã chiếm giữ 47 thị trấn và làng mạc của Ukraine trong năm nay, bao gồm các khu vực phía đông bắc Kharkov, nơi Moscow đang tiến hành một cuộc tấn công lớn trên bộ vào tháng trước, khiến hàng nghìn người Ukraine phải sơ tán và gây sức ép lớn lên lực lượng Kiev. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết, bước tiến của Nga ở khu biên giới Kharkov đã bị đình trệ sau khi Washington dỡ bỏ một phần các hạn chế sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công vào lãnh thổ Nga. Đây được xem là một tin mừng đối với lực lượng Kiev, bởi sau gần một năm bế tắc, Ukraine đã buộc phải từ bỏ hàng chục khu định cư ở tiền tuyến vào mùa xuân này, trong khi quân đội Nga đang nắm đợi thế đáng kể về nhân lực và nguồn lực. Theo giới quan sát, chiến lược của Nga mở mặt trận mới ở Kharkov để buộc Ukraine đưa lực lượng từ các mặt trận khác về củng cố khu vực này nhằm mục đích gian mỏng lực lượng hạn chế của Ukraine và làm suy yếu khả năng phòng thủ ở phía đông ở vùng Donbass, gồm hai tỉnh là Donetsk và Lugansk. Tại khu vực này, lực lượng Nga đang tiến về phía trước bằng những bước đi nhỏ, chậm nhưng không liệt. Theo ông Robley, thành viên cấp cao của Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại Mỹ, sự tạm lắng này là dấu hiệu rằng các lực lượng Nga đã không tận dụng được cuộc tấn công ở Kharkov, dù họ đã khiến Ukraine di chuyển một số lực lượng khỏi Donbass. Không giống như các cuộc giao tranh nhỏ ở tỉnh Kharkov, ở Donbass, Nga cũng đã mở các cuộc tấn công lớn hơn lên tới quy mô cấp tiểu đoàn với số lượng lên tới 500 người. Quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga không ngừng tiến lên và liên tục pháo kích vào lực lượng Ukraine. Theo đài CNN, lực lượng Nga đang cố gắng chấp thời cơ vì điều kiện thời tiết đang thuận lợi cho các chiến dịch trên bộ. Đồng thời, lực lượng này cũng đang chạy đua với thời gian trước khi Ukraine nhận thêm vũ khí từ các đồng minh, đối tác, trong bối cảnh càng có nhiều nước phương Tây bật đèn xanh cho phép Ukraine dùng vũ khí trên lãnh thổ Nga. Trong một cuộc phỏng vấn đăng tải trên đài Liberty bằng tiếng Ukraina, giám đốc phụ trách vấn đề hàng không của không quân Ukraina, trần tướng Serhiy Holoshov cho biết, phi đội máy bay chiến đấu F-16 sắp hoạt động của Ukraina sẽ tự bảo vệ mình khỏi các cuộc tấn công của Điện Kremlin bằng cách bố trí một số chiếc ở nước thứ ba mà Liên bang Nga khó có khả năng tấn công. Theo tướng Holoshov, một số chiến đấu cơ F-16 sẽ tới Ukraina, nhưng một số lượng nhất định sẽ được cất giữ tại các căn cứ không quân an toàn bên ngoài lãnh thổ Ukraina để chúng không trở thành mục tiêu của Liên bang Nga. Tướng Holubchuk cho biết thêm, đây sẽ là nguồn dự trữ của chúng tôi trong trường hợp cần thay thế những máy bay bị lỗi trong quá trình bảo trì định kỳ. Sở dĩ Ukraine làm như vậy, theo tướng Holubchuk, là nhằm đảm bảo liên tục có một số lượng chiến đấu cơ F-16 nhất định được vận hành tương ứng với số lượng phi công mà Ukraine có và khi nào sẽ có nhiều phi công hơn thì sẽ có nhiều máy bay hơn ở Ukraine. Tờ The Kiev Post cho biết, nhận xét của tướng Holubchuk theo sát các báo cáo gần đây trên kênh truyền thông Benway rằng việc triển khai máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất của Ukraine sẽ được thực hiện ở quy mô nhỏ và khó có thể ảnh hưởng đến diễn biến cuộc chiến trên không ở nước này trong ngắn hạn hoặc trung hạn. Về phía các nhà phân tích quân sự Ukraine, đa phần dự đoán rằng ban đầu Kiev khó có thể cố gắng vận hành nhiều hơn 4 hoặc 6 chiếc F-16 và những chiếc chiến đấu cơ này chỉ được huy động phục vụ các nhiệm vụ có rủi ro thấp. Các cơ sở của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO có khả năng cao nhất sẽ hỗ trợ những chiếc chiến đấu cơ F-16 của Ukraine về bảo trì là ở Ba Lan và về vận hành là ở Rumani. Tuy nhiên, trong phần trả lời phỏng vấn của mình, tướng Holubchov không cung cấp thông tin chi tiết về mức độ hỗ trợ nếu có từ các cơ sở của NATO đối với những chiếc chiến đấu cơ F-16 của Ukraine được điều động tham gia cuộc chiến chống lại các lực lượng của Liên bang Nga. Về phía Liên bang Nga, Ngoại trưởng nước này, ông Sergei Lavrov cho biết, Moscow sẽ tấn công nhân viên NATO ở Ukraine nếu họ hỗ trợ Kiev tấn công các lực lượng của Liên bang Nga. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng tại Quốc hội Liên bang Nga, ông Andrei Katapolov, đã nói với hãng thông tấn nhà nước Erdogan rằng Moscow sẽ tấn công các chiến đấu cơ F-16 của Ukraine dù chúng ở đâu, nếu chúng được sử dụng để tấn công Liên bang Nga. Ông Katapolov tuyên bố, nếu chúng, tức những chiếc chiến đấu cơ F-16 của Ukraine, không được sử dụng cho mục đích chính là quân sự, thì chúng sẽ không trở thành mục tiêu. Nhưng nếu chúng tham gia vào các nhiệm vụ chiến đấu thì chúng sẽ trở thành mục tiêu một cách vô điều kiện, bao gồm cả các sân bay làm căn cứ cho chúng. Truyền thông Nga hôm 10 tháng 6 công bố video lính tăng thiết giáp thử nghiệm xe tăng không người lái có biệt danh Vasya, vốn là xe tăng chủ lực T-72AMT tịch thu của Ukraine tại tỉnh Zaporizhia, trong video, nhóm binh sĩ Nga lắp máy quay và thiết bị kiểm soát góc nhìn thứ nhất FPV ở vị trí lái xe và pháo thủ, cho phép họ lái xe tăng và quay tháp pháo từ xa. Chưa rõ chiếc Vasya có thể ngắm bắn và khai hỏa pháo chính 125mm được hay không. Nhưng về lý thuyết, thiết kế nạp đạn tự động của dòng T-72 sẽ giúp nó duy trì hỏa lực liên tục. Kênh Military Informant chuyên phân tích tình hình quân đội Nga nói rằng hàng loạt viện nghiên cứu nước này đã phát triển thử nghiệm hệ thống điều khiển xe tăng từ xa trước khi chiến sự bùng phát nhưng chưa có dự án nào được triển khai thực chiến quân đội nga cuối năm ngoái triển khai xe bom điều khiển từ xa được hoán cải từ thiết giáp mtlb mang hàng tấn thuốc nổ và gắn drone fpv để tập kích phòng tuyến ukraine gây thiệt hại lớn cho binh lực và công sự đối phương lắp drone fpv lên xe bom có thể khiến chi phí tăng lên song giúp giảm thiểu một trong những điểm yếu lớn nhất của phương tiện này tháng trước, Nga mở triển lãm ở Moscow nhằm trưng bày các chiến lợi phẩm đắt giá thu giữ được trong cuộc giao tranh ở Ukraine, bao gồm hơn 30 xe tăng và xe bọc thép phương Tây viện trợ cho Kiev. Theo đài RT, triển lãm gần bảo tàng chiến thắng chuyên sưu tầm, lưu trữ, bảo quản và trưng bày những tư liệu, hình ảnh và hiện vật về Thế chiến thứ hai. Trong số những hiện vật được trưng bày tại sự kiện, có một chiếc xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất bị lực lượng Nga hạ gục gần thị trấn Adivka ở vùng Donbass, miền đông Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho triển lãm xe công binh M1150 Ashore Breacher, loại phương tiện được thiết kế dựa trên xe tăng Abrams nhưng chuyên làm nhiệm vụ ra phá bom mìn. Chiếc xe này cũng do Mỹ chuyển giao cho Kiev. Các lực lượng Moscow đã thu giữ được chiếc M1150 nói trên cùng một xe tăng Abrams khác trong cuộc phản kích gần khu định cư Bedichi lân cận thành phố Adipka. Bộ Quốc phòng Nga lưu ý, triển lãm còn trưng bày 32 chiến lợi phẩm khác, bao gồm xe tăng Leopard 2A6 và xe chiến đấu bộ binh Marder IFV do Đức chế tạo, xe bọc thép Bradley IFV của Mỹ, xe thiết giáp AT-105 Saxon và Husky TSV do Anh sản xuất. Hồi cuối tháng 5, Tạp chí Newsweek dẫn thông báo của Hải quân Ukraine cho hay, tại Biển Đen và Biển Azov, các tàu của Nga đã biến mất. Người phát ngôn Dmitry Pletenchuk của Hải quân Ukraine đã từng tuyên bố, mục tiêu của Kiev là khiến cho Biển Đen và Biển Azov sạch bóng tàu quân sự Nga. Tuy nhiên, vào ngày 10 tháng 6 vừa qua, theo Hải quân Ukraine, Nga đã triển khai một số tàu chiến có khả năng mang tên lửa Kalibr tới Biển Đen và Biển Azov. Nga đã không thực hiện các cuộc tấn công tên lửa từ tàu chiến trong một thời gian dài, mà chỉ sử dụng máy bay không người lái cảm tử để tấn công các mục tiêu quân sự ở Ukraine. Theo báo cáo của Hải quân Ukraine, tính đến sáng 10 tháng 6, tại Biển Đen xuất hiện một tàu chiến của Nga mang tên lửa Kalib. Trong khi đó, tại Biển Azov có tới 8 tàu chiến hiện diện tại khu vực, 3 trong tổng số 8 con tàu được trang bị tên lửa Kalib. Trên biển Địa Trung Hải có 2 tàu Nga mang tên lửa Kalib. Kalib là một tổ hợp tên lửa hành trình đa năng của Nga do phòng thiết kế Novato OKB-8 phát triển, được thiết kế để sử dụng nhiều đầu đạn khác nhau cho phép tiêu diệt nhiều loại mục tiêu trên không, đất liền và trên biển. Tên lửa có chiều dài từ 6,2 đến 8,9 mét, tùy từng biến thể. Hiện Kalib đang được coi là một trong nhiều vũ khí chủ lực của Nga, với tầm bắn đột phá từ 1.500 km đến 2.500 km. Tên lửa có thể mang đầu đạn với chất nổ khoảng từ 400 đến 500 kg ở tốc độ Mach 3, đủ sức phá hủy các căn cứ kiên cố của đối phương. Kalib được trang bị hệ thống định vị bằng vệ tinh GLONASS và dẫn đường quán tính cùng đầu dò radar ARGS 14E có tầm hoạt động 20 km để bám bắt các mục tiêu có độ phản xạ radar lớn. Được biết, đầu đạn tên lửa dạng radar chủ động cho phép tên lửa có thể tấn công chính xác mục tiêu dù GPS bị gây nhiễu. Từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022, quân đội Ukraine đã nhiều lần sử dụng các thiết bị không người lái, tên lửa hành trình, tấn công hạm đội biển đen Nga, đặt trụ sở tại Sevastopol ở bán đảo Crimea. Việc này được cho là đã khiến Nga phải đưa các tàu đi khỏi khu vực để đảm bảo an toàn.